Chào tất cả các em, cô là cô Linh. Rất vui vì được gặp lại tất cả các em. Chúc các em có một tuần mới, sức khỏe tốt và học tập thật tốt nhé. Khi vào bài học của ngày hôm nay thì cô muốn nhắc lại một số lưu ý khi học tập trực tuyến. Đó là các em cần có sách giáo khoa ở máy tính hoặc điện thoại đã cài sẵn chương trình. Nhớ nhấn nút tạm dừng để có thêm thời gian suy nghĩ, trả lời, hỏi cô và các bạn khi mà mình cần những cái câu hỏi chưa hiểu. Làm bài tập đầy đủ. Và chúng ta cố gắng học tập thật nghiêm túc. Chúc các em có một ngày học tập thật vui vẻ và ghi nhớ kiến thức thật lâu. Tuần trước chúng ta đã thực hành với câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Tuần này chúng ta cùng qua một bài mới nhé. Đó là bài số 9, làm việc với dãy số. Trước khi qua bài mới thì chúng ta cùng nhau ôn lại kiến thức của bài cũ. Bạn nào cho cô biết cú pháp của câu lệnh lặp why do nào? Câu lệnh lặp why do có cú pháp như sau, đó là why, điều kiện, do, câu lệnh, chấm phẩy. Và các bước thực hiện câu lệnh why do như sau. Bước 1, kiểm tra điều kiện. Bước 2, nếu điều kiện sai, câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. Còn nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1. Chúng ta cùng theo dõi lại bài thực hành của tuần trước cô đã cho các em về nhà thực hành nhé. Đó là tìm hiểu chương trình nhận biết một số tự nhiên n được nhập vào từ bàn phím có phải là số nguyên tố hay không. Chúng ta thấy màn hình xanh đây chính là màn hình chương trình kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không. Ở đây cô nhập vào số 1, in ra n không phải số nguyên tố. Số 5, in ra 5 là số nguyên tố. Số 9, in ra 9 không phải là số nguyên tố. Như vậy chúng ta đã vừa ôn xong bài cũ. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau học bài mới, đó là bài 9 làm việc với dãy số. Chúng ta cùng tìm hiểu phần 1 nhỏ dãy số và biến mảng xem có khác biệt với lại các kiểu dữ liệu khác hay là những kiến thức chúng ta đã từng học không nhé. Ví dụ đầu tiên đó là viết chương trình nhập điểm kiểm tra của các bạn học sinh trong một lớp. Như vậy chúng ta nhập và lưu điểm cho một học sinh thì mình sẽ làm như thế nào nhỉ? Khai báo một biến như sau, đó là chúng ta khai báo biến điểm 1 với kiểu dữ liệu là real, đây là điểm kiểm tra của các bạn. Thì khi nhập chúng ta sẽ có câu lệnh là write nhập điểm và read lần điểm đầu tiên. Như vậy nếu như chúng ta nhập và lưu điểm cho hai học sinh thì chúng ta sẽ làm thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ khai báo hai biến, biến thứ nhất là biến điểm 1. Biến thứ hai là biến điểm 2 có kiểu dữ liệu là real số thực. Chúng ta sẽ nhập điểm cho hai học sinh như sau là điểm thứ nhất write điểm học sinh 1, read lần điểm 1, write điểm học sinh 2, read lần điểm 2. Như vậy nếu như chúng ta nhập và lưu điểm cho 50 học sinh thì các em sẽ phải khai báo bao nhiêu biến và sẽ phải làm bao nhiêu câu lệnh, chúng ta cùng xem. Rồi chúng ta phải khai báo 50 biến. Đó là điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4 cho đến điểm 50. Và chúng ta phải viết rất nhiều câu lệnh, đó là write line điểm học sinh 1, read lần điểm 1, write điểm học sinh 2, read lần điểm 2. Cứ làm như vậy cho đến khi học sinh thứ 50. Chúng ta thấy có nhiều không à? Có mệt không nào? Như vậy thì với cách làm như cũ, những hạn chế nào chúng ta thấy? Đầu tiên là chúng ta phải khai báo quá nhiều biến, chúng ta thấy phải khai báo đến 50 biến. Và chương trình của chúng ta cũng phải viết nè, rất rất là dài, rất là dễ có nhầm lẫn và sai sót. Như vậy, để mà khắc phục những hạn chế thì chúng ta làm như thế nào? Đó là chúng ta lưu các dữ liệu liên quan bằng một biến duy nhất thôi. Và chúng ta gán cho mỗi biến một chỉ số. Chúng ta cùng xem thử nhé. Ở đây cô khai báo chỉ một biến thôi, chúng ta thấy là một cái biến điểm ha, a điểm 2 chấm array 1 chấm chấm 50 of real. Như vậy chúng ta sử dụng một cái vòng lặp sẽ chạy từ học sinh số 1 đến học sinh số 50. Và với mỗi một cái vòng lặp như vậy thì chúng ta sẽ nhập điểm của học sinh thứ nhất, thứ hai, thứ ba bằng cái câu lệnh là write điểm học sinh thứ y và chúng ta read lần điểm thứ y vào. Và đây người ta gọi là dữ liệu kiểu mảng. Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu xem dãy số hay biến mảng là gì. Chúng ta tưởng tượng dãy số hay biến mảng nó là một cái tủ có rất là nhiều ngăn. Như vậy thì dữ liệu kiểu mảng là gì?
là một tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự. Thứ tự nghĩa là 1, 2, 3, 4 gì đó. Rồi, mọi phần tử có cùng một kiểu dữ liệu. Ví dụ như điểm trung bình của các học sinh thì có cùng dữ liệu là số thực. Cân nặng hay chiều cao cũng có kiểu dữ liệu là số thực. Rồi, gọi là kiểu dữ liệu của phần tử. Và việc sắp xếp thứ tự được thực hiện bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số. Đó là phần tử thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cứ như vậy cho đến phần tử cuối cùng. Chúng ta cùng xem thử nhé. Rồi, đây chính là một dãy số hay là một biến mảng. Đó, chúng ta thấy đây là một mảng. Như là một cái tủ có rất là nhiều ngăn. Rồi, các ngăn này dùng để chứa điểm thứ nhất, điểm thứ hai cho đến điểm thứ k của các học sinh trong một lớp. Chúng ta cùng ghi bài vào nhé. Rồi, ở đây có một ví dụ. Như vậy thì khi mà mình khai báo một biến mảng, mình cần chỉ rõ những yếu tố nào. Đó, chúng ta đã từng học các kiểu dữ liệu rồi, ví dụ số nguyên, số thực, kiểu ký tự hay là kiểu sâu ký tự. Và hôm nay chúng ta cùng học một cái kiểu dữ liệu mới, đó là dữ liệu kiểu mảng. Như vậy thì khi khai báo biến mảng thì mình cần chỉ rõ những yếu tố nào. Mình thấy ở đây, những cái yếu tố mình cần chỉ rõ đó là tên biến mảng, số lượng phần tử cũng như là kiểu dữ liệu chung của các phần tử. Đó, chúng ta thấy giống như một cái tủ có rất là nhiều ngăn, mỗi ngăn đều có chứa những cái giá trị. Ví dụ, rồi, như vậy thì ở đây chúng ta thấy tên mảng là A. Số phần tử của mảng ở đây, chúng ta thấy nè, các chỉ số từ 1 đến 7 là 7. Và kiểu dữ liệu của các phần tử ở đây chúng ta thấy các số nguyên, cho nên nó là kiểu nguyên. Và khi mình tham chiếu hay mình gọi cái phần tử nào đó, nó chính là AI. Ví dụ ở đây cô muốn gọi phần tử thứ 6, đó là A6, sẽ có giá trị là 22. Đây là một trong những ví dụ về biến mảng. Như vậy thì bạn nào tìm hiểu sách giáo khoa và cho cô biết cú pháp khai báo mảng như thế nào nhé. Đó là va tên biến mảng 2.array, array là mảng đó ha, chỉ số đầu chấm chấm, mình nhớ chỉ có hai dấu chấm thôi nhé, chỉ số cuối of kiểu dữ liệu. Ví dụ để lưu điểm trung bình của 50 học sinh trong lớp thì cô sẽ khai báo một mảng như sau: và điểm HS là điểm học sinh 2.array 1.50 of real, đó là điểm của học sinh, thì chúng ta mỗi một cái điểm đó sẽ có kiểu dữ liệu là số thực. Chúng ta thấy trong đó và array of là các từ khóa ha. Tên biến mảng là do người dùng đặt, mình đặt như thế nào cũng được miễn đúng với lại quy tắc đặt tên. Chỉ số đầu sẽ nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số cuối và thường là các số nguyên. Ở lớp 8 thì chúng ta học thường là các số nguyên. Kiểu dữ liệu thường là các số nguyên hoặc là số thực. Rồi các em chép bài vào nhé. Ví dụ, sử dụng khai báo mảng để khai báo cân nặng và chiều cao của các học sinh trong lớp của mình. Rồi thì mình thấy nè, số lượng học sinh trong lớp là bao nhiêu, mình phải xem để mình biết được cái độ dài của mảng. Cân nặng và chiều cao thuộc những kiểu dữ liệu nào để mình biết kiểu dữ liệu của mảng là gì. Rồi chúng ta thấy cân nặng và chiều cao đều là kiểu dữ liệu số thực. Số học sinh trong lớp của mình có thể là 43, 45, hay 48, hay 40. Nhưng để chúng ta khai báo dư một chút xíu, chúng ta có thể là khai báo 50 học sinh. Từ học sinh số 1 đến học sinh số 50 dư ra cho. Ví dụ như trong lớp có một bạn nào đã chuyển qua chẳng hạn, thì mảng của chúng ta vẫn còn đủ để chứa những dữ liệu của bạn đó. Như vậy là chúng ta vừa mới tìm hiểu về cấu trúc của việc khai báo biến mảng, cũng như là có một số ví dụ về khai báo biến mảng như thế nào. Rồi, như vậy, bây giờ chúng ta sẽ cùng qua một cái ví dụ nhỏ để hiểu rõ hơn về việc khai báo biến mảng cũng như là sử dụng biến mảng như thế nào nhé. Ba nhỏ tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số. Đây là ví dụ 3, trang 75 trong sách giáo khoa. Viết chương trình nhập vào N số nguyên từ bàn phím và in ra màn hình số nhỏ nhất và số lớn nhất trong N số đã nhập và số N cũng được nhập từ bàn phím. Vậy thì ý tưởng để thực hiện bài toán này như thế nào? Đầu tiên, chúng ta sẽ gán cho cái số số đầu tiên á bằng giá trị lớn nhất là max và giá trị nhỏ nhất là min. Và sau đó mình sẽ đi kiểm tra từ số thứ hai đến số cuối cùng. Nếu như số nào lớn hơn max thì mình gán max là số đó. Còn số nào nhỏ hơn min thì mình gán min bằng số đó. Và cuối cùng là chúng ta in ra max và min.
Đây là một bài toán mà chúng ta gặp rất là nhiều trong cuộc sống của mình. Ví dụ như là in ra bạn nào có điểm trung bình cao nhất trong trường, hay in ra hộ nào là nghèo nhất, có cái thu nhập thấp nhất ở trong trong một phường hay là một quận. Với bài toán này thì input output là gì và thuật toán để thực hiện bài toán này như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu xem nhé. Input là dãy A gồm các số từ A1 cho đến AN. Output là giá trị lớn nhất trong dãy số đó và giá trị nhỏ nhất là min trong dãy số đó. Việc thực hiện bài toán như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ gán max bằng A1, min bằng A1. Một biến y sẽ bắt đầu khởi tạo là 2. Nếu như mà y lớn n, đó là đã hết dãy số rồi thì chúng ta chuyển đến bước 5 luôn. Còn ngược lại chúng ta tiếp tục làm. Nếu AI lớn hơn max thì chúng ta gán max bằng AI. Còn AI nhỏ hơn min thì chúng ta gán min bằng AI. Trong trường hợp ngược lại, có nghĩa là max nhỏ bằng AI thì chúng ta giữ nguyên max. Và min lớn bằng AI thì chúng ta giữ nguyên y. Sau đó chúng ta tăng y lên một đơn vị để tiếp tục đem đi so sánh với max và với min. Và nếu như là giống như lúc nãy vừa mới nói, đó là chúng ta dạy hết dãy số rồi, có nghĩa là biến y lớn hơn n, thì chúng ta sẽ kết thúc thuật toán và in ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Với bài toán đã biết trước số lần lặp này thì chúng ta có thể sử dụng câu lệnh lặp for do hay while do đều được cả. Ở đây cô đã viết chương trình bằng cách sử dụng câu lệnh lặp while do. Như các em đã thấy, cô khai báo một biến mảng với số lượng phần tử là 1 đến 50 là 50 phần tử. Giá trị đầu là 1, giá trị cuối là 50. Kiểu dữ liệu của mỗi phần tử là số nguyên. Rồi chúng ta thấy sau khi chúng ta nhập vào n số thì sẽ gán max bằng A1, min cũng bằng A1. Chúng ta sẽ kiểm tra từ số thứ hai đến số cuối cùng để mà mình tìm ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Đây là màn hình kết quả khi cô nhập vào 5 số nguyên. 1, 2, 3, 9, 4 thì chúng ta thấy số lớn nhất là 9 và số nhỏ nhất là 1. Như vậy là cô vừa mới hướng dẫn cho các em bài tập là tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số. Chúng ta vừa ôn được về việc khai báo một dãy số hay là khai báo một biến mảng như thế nào. Chúng ta cũng vừa ôn lại được là cú pháp lặp với số lần mình đã biết trước. Với bài hôm nay làm việc với dãy số thì cô có một bài tập nhỏ cho các em nhé. Cách khai báo biến sau đây trong Pascal là đúng hay sai? Rồi đây là một cái biến mảng. Câu A, câu B, câu C, câu D, câu E. Các em cùng tìm hiểu nhé. Câu A sai. Vì sao nào? Vì đây chúng ta thấy nè, 10,3 nó phải là hai dấu chấm. Câu B cũng sai. 5 phải là 10, phải là một số nguyên chứ không thể là 10,5. Câu C, giá trị đầu cuối cũng phải là kiểu nguyên, ở đây chúng ta thấy sai. Câu D, giá trị cuối là nhỏ hơn giá trị đầu, chúng ta thấy sai. Còn câu cuối cùng là chính xác ha. Rồi, giá trị đầu là 4, giá trị cuối là 10. Chúng ta vừa mới làm một bài tập về dãy số. Như vậy thì ngày hôm nay cô đã hướng dẫn cho các em tìm hiểu về cấu trúc của khai báo một mảng như thế nào, cũng như là chúng ta tìm hiểu rất là nhiều ví dụ về việc khai báo biến mảng, và một cái ví dụ nhỏ nữa là tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong trong một cái dãy số thì như thế nào. Có nghĩa là chúng ta cũng đã biết cả về cách sử dụng biến mảng này. Chúng ta cùng ôn lại nhé. Cú pháp của khai báo mảng. Và tên biến mảng 2 chấm array chỉ số đầu 2 chấm chỉ số cuối of kiểu dữ liệu chấm phẩy. Ví dụ. Và điểm HS 2 chấm array 1 chấm chấm 50 of real. Trong đó và array of là các từ khóa. Tên biến mảng là do người dùng đặt, phải phù hợp với lại quy tắc đặt tên. Chỉ số đầu nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số cuối và thường là các số nguyên. Kiểu dữ liệu cũng thường là số nguyên hoặc là số thực. Ở đây lớp 8 chúng ta chỉ học đến đây thôi. Như vậy là cô vừa mới tổng kết lại những gì học của ngày hôm nay. Các em nhớ xem video nhiều lần để hiểu bài, xem file PDF về bài chính
và chúng ta chép bài trong video và ở trang 9 và trang 12 có biểu tượng tập bút nhé. Nếu có gì cần thiết chưa hiểu có thể liên hệ với cô qua email hoặc là Zalo. Chào các em, cảm ơn các em đã theo dõi video. Chúc các em có một tuần thật vui và học tập thật tốt nhé.